không đi, nhưng nghĩ lại rồi con lại đi. Lời nói không thể hiền, việc làm mới là biết thương. Hãy sống luôn thật thà, vâng theo lời dạy của cha. Ngày qua con chưa thật lòng biết thứ tha, luôn luôn tìm mọi cách nói hành nói sai. Ngày qua cho đi.